Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi Chuyện Trong Ngày, chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC1, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, trong 2 năm 2020-2021, thị trường chứng khoán đã phát triển mạnh mẽ, tăng gần 3 lần về giá trị. Cùng với đà tăng của thị trường thì nhiều cổ phiếu đã có biến động bất thường, tăng vọt nhanh chóng rồi lại giảm sốc, khiến cho nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng có tăng trưởng nóng, doanh nghiệp phát hành trái phiếu rồi lại dùng tiền vào mục đích khác, lừa gạt nhà đầu tư. Vậy phải làm thế nào để thanh lọc, chấn chỉnh lại thị trường chứng khoán, trái phiếu để đảm bảo an toàn cho các nhà đầu tư chân chính? Đây là nội dung của Chuyện Trong Ngày hôm nay. Trước tiên, mời quý vị và các bạn theo dõi một phóng sự ngắn của chúng tôi về những thủ đoạn thao túng chứng khoán tinh vi, khó lường trong thời gian vừa qua. Trong những tháng đầu năm 2022, hàng loạt các lãnh đạo doanh nghiệp, công ty chứng khoán đã bị bắt vì thao túng thị trường chứng khoán. Và Bộ Công an cũng đã phân tích rõ hành vi thao túng rất tinh vi và phần thua thiệt rơi vào các nhà đầu tư. Kết quả điều tra ban đầu thì xác định là từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 10 tháng 1 năm 2019 thì Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế mượn chứng minh thư nhân dân của 26 cá nhân, lập 20 doanh nghiệp, mở 450 tài khoản tại 41 công ty chứng khoán để thực hiện các hành vi thao túng cổ phiếu, thao túng giá cổ phiếu nhằm tạo ra cung cầu giả tạo với 6 cái mã chứng khoán họ FLC. Và thu lợi bất chính thì ước tính ban đầu là 975 tỷ đồng, gây thiệt hại rất lớn, đặc biệt lớn cho các nhà đầu tư. Thì hiện nay là cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận 557 đơn của các nhà đầu tư tố cáo cái hành vi thao túng thị trường. Các luật sư cũng cho rằng 26 người cho mượn chứng minh thư này hoàn toàn có thể bị khởi tố bổ sung vì là đồng phạm hỗ trợ cho ông Quyết thao túng chứng khoán. Theo quan điểm của tôi thì trong trường hợp này đối với 26 người này hoàn toàn có thể là đồng phạm, bởi vì như chúng ta được biết ấy, thì rất nhiều các nhà đầu tư cũng hiểu rằng việc mở cái tài khoản thị trường chứng khoán này thì bắt buộc cái người mở đó phải trực tiếp ra mở và người đó cũng phải trực tiếp là người được trực tiếp rút tiền chứ không ai có thể rút tiền hộ được. Do vậy để mở những tài khoản này chắc chắn rằng ông Quyết cũng như vợ ông Quyết sẽ phải nhờ những người nào đó hết sức là thân tín, có thể là những người anh em thân tín hiểu biết mình, thực sự hiểu biết, bởi vì nếu như nhờ một người lạ mở cái tài khoản này thì hoàn toàn người ta có thể rút tiền và cao chạy xa bay, mà ông Quyết hoàn toàn có thể mất trắng số tiền mình đã định đầu tư đưa vào tài khoản đó. Vì vậy, theo quy định tại điều 17 của Bộ luật Hình sự 2015, trong trường hợp này 26 người này có thể hoàn toàn là những người đồng phạm giúp sức cho ông ấy về mặt vật chất, về tinh thần, và thứ hai và hơn nữa là cái động cơ mục đích phạm tội, công cụ phạm tội để giúp ông Quyết thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy, để xem xét hình phạt đối với 26 người này, nếu trong trường hợp đồng phạm thì theo quy định tại điều 58, khi quyết định hình phạt ấy, thì sẽ xem xét tính chất, mức độ vai trò của các đồng phạm cũng như các tính chất tăng nặng giảm nhẹ của các đồng phạm để xem xét định khung hình phạt theo đối với điều luật theo điều 211 tội thao túng chứng khoán của, như ông Quyết đã bị khởi tố. Không chỉ từ chủ doanh nghiệp sai phạm, hàng loạt các cơ quan quản lý ngành chứng khoán cũng bị kỷ luật, cách chức vì buông lỏng quản lý. Thậm chí là ông Lê Hải Trà, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh còn bị kỷ luật, khai trừ khỏi Đảng. Nhiều cựu lãnh đạo đương nhiệm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã bị cảnh cáo, kỷ luật. Đây là những động thái quyết liệt của Đảng, Chính phủ trong việc quyết tâm chặn đứng tình trạng thao túng thị trường chứng khoán, bảo vệ nhà đầu tư. Trước việc đưa các thông tin không chính xác lừa đảo các nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, mà điển hình là vụ việc của tập đoàn Tân Hoàng Minh, ngày hôm nay, chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhiều đại biểu Quốc hội đã đề nghị Liên Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước có giải pháp ổn định thị trường trái phiếu, bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư. Ở thời gian qua, nhiều vụ việc sai phạm trên thị trường chứng khoán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp, theo Bộ trưởng, có phải một phần nguồn cơn trên là chính là sự yếu kém, bất cập của các cơ quan chức năng? Vậy Bộ trưởng có giải pháp nào để làm lành mạnh hóa thị trường, thay vì các quy định siết chặt theo tinh thần là không quản được thì cấm? Đề nghị Bộ trưởng cho biết các giải pháp nhằm chấn chỉnh các hành vi vi phạm, đưa các thông tin không chính xác và có thể nói là lừa đảo các nhà đầu tư cá nhân không chuyên nghiệp trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, và cái vụ việc Tân Hoàng Minh là một cái ví dụ rất là điển hình. Và mặc dù đã có cái vụ việc này và đã được đưa sang cơ quan điều tra, tuy nhiên là hiện nay thì vẫn rất nhiều các cái công ty phát hành trái phiếu doanh nghiệp chui và vẫn mời chào các cái nhà đầu tư cá nhân mua. Vậy thì cái hướng xử lý cái vụ việc như này như thế nào đối với các cái nhà đầu tư trong vụ trái phiếu Tân Hoàng Minh, thì sẽ các cái giải pháp để giúp cho nhà đầu tư thu hồi được tài sản của mình như thế nào? Hiện nay cũng không có một cái chủ trương nào
nói về vấn đề là siết chặt hay là hạn chế cái trái phiếu doanh nghiệp. Bởi vì thực ra trái phiếu doanh nghiệp cũng là một cái kênh huy động vốn rất là gọi là hiệu quả cùng với các cái ngân hàng thương mại để và huy động vốn cho các cái doanh nghiệp đóng góp vào sản xuất kinh doanh của nền kinh tế. Tuy nhiên ấy là cái việc huy động này nó phải đúng pháp luật. Hai nữa là việc huy động này nó phải minh bạch. Và thứ ba là không được lợi dụng cái việc huy động này để gọi là sử dụng các cái số tiền sai mục đích. Chúng tôi đang tích cực theo dõi, giám sát và tăng cường gọi là thanh tra đối với những cái dấu hiệu bất thường và những cái vi phạm và xử lý nghiêm đối với cái việc thao túng và đưa ra những cái thông tin sai lệch trên thị trường chứng khoán. Và trong cái thời gian vừa qua, ví dụ như là một số cái thông tin sai lệch thì đã những cái thông tin mà không đúng ý, nghiêm cấm những cái thông tin mà giả mạo ở trên ảnh hưởng đến nhà đầu tư thì đã được đưa vào trong điều cấm của luật chứng khoán. Và vừa rồi đây thì chúng ta đã xử lý một trường hợp ở thành phố Hồ Chí Minh, xử phạt hành chính, và một cái Facebook tại Hà Nội. Và mặc dù là cơ quan nào cũng nói rằng là không có động thái siết thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, nhưng trong thực tế là 4-5 tháng đầu năm này là hầu như là không có cái phát hành. Và những cái vấn đề mà liên quan đến nợ đến hạn của một số các cái trái chủ, những cái người mà phát hành trái phiếu của chính phủ thì khả năng mà khi mà đến hạn phải trả của năm nay rất là lớn. Thì cái thanh khoản của lĩnh vực này như thế nào thì cũng đề nghị với Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc, các ông chí cũng quan tâm để báo cáo thêm với Quốc hội trong cái lĩnh vực này. Rồi cái trách nhiệm kiểm tra giám sát như thế nào. Đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung còn nói cái ý tức là vụ Tân Hoàng Minh đang xử lý như vậy, nhưng hiện nay vẫn còn có tình trạng là các công ty đi mời chào các nhà đầu tư tư nhân để bán trái phiếu doanh nghiệp. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường phối hợp với các cái cơ quan liên quan để xử lý những cái trường hợp tung tin gọi là đồn nhảm hoặc là gọi là đưa những thông tin sai lệch để ảnh hưởng đến các cái lợi ích của các cái nhà đầu tư khác và làm đảo lộn cái trật tự kinh tế trên cái lĩnh vực chứng khoán. Khi mà các tổ chức tín dụng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp thì Ngân hàng Nhà nước đã có các cái quy định để đảm bảo là các tổ chức tín dụng phải thẩm định, thẩm tra như là một cái khoản tín dụng để đảm bảo được là an toàn. Thứ hai nữa là cái vai trò mà các tổ chức tín dụng là phát hành trái phiếu doanh nghiệp thì đây cũng là một cái hoạt động như là hoạt động huy động vốn bình thường của các tổ chức tín dụng. Thế và đối với người dân thì nắm giữ trái phiếu mà do tổ chức tín dụng phát hành thì cũng như là một cái khoản tiền gửi, nhưng có một cái thuận lợi là người dân có thể lựa chọn nếu như mà cái trái phiếu đó là trái phiếu chuyển đổi thì sẽ là thay vì là tiền gửi thì sẽ là nắm cái cổ phần của ngân hàng. Từ đầu tháng 4, vụ hủy 9 lô trái phiếu của tập đoàn Tân Hoàng Minh đã khiến thị trường trái phiếu chao đảo. Việc các nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu cùng Tân Hoàng Minh đến nay chưa được trả lại tiền đã khiến cho nhiều nhà đầu tư cảm thấy lo ngại và không dám tiếp tục mua trái phiếu nữa. Thậm chí nhiều nhà đầu tư đã rút tiền mua trái phiếu trước hạn, khiến các doanh nghiệp phải mua lại trước hạn tới 11.900 tỷ đồng trong tháng 4 vừa qua. Sau vụ hủy lô trái phiếu của tập đoàn Tân Hoàng Minh vào đầu tháng 4 vừa qua, thì thứ tư hàng tuần tại trụ sở Tân Hoàng Minh, 24 Quang Trung, Hà Nội, các nhà đầu tư đã mua trái phiếu của tập đoàn này, dù ở các tỉnh xa cũng tìm đến để mong lấy lại tiền đã đầu tư của mình. Nhưng hơn 2 tháng trôi qua, các nhà đầu tư vẫn phải chờ đợi. Lo ngại có thể gặp rủi ro tương tự, nhiều nhà đầu tư đã rút tiền mua trái phiếu tại các doanh nghiệp khác. Trước đây tôi có mua trái phiếu của các doanh nghiệp khác, nhưng sau cái vụ việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đột ngột hủy 9 lô trái phiếu Tân Hoàng Minh mà không dựa trên cái cơ sở pháp lý nào cả, thì tôi rất là lo lắng rằng cái sự việc đó sẽ xảy ra với bất kỳ doanh nghiệp nào, bất kỳ trái phiếu doanh nghiệp nào. Vì thế cho nên là tôi đã rút tiền từ những trái phiếu doanh nghiệp mà tôi đã đầu tư vào. Doanh nghiệp họ làm thì họ cũng nghĩ là họ như vậy là họ làm đúng pháp luật rồi. Và nhà đầu tư cũng nhìn thấy là khi mà trái phiếu được niêm yết, có mã số đàng hoàng ở trên sàn Hà Nội, công bố công khai ở trên trang web
như vậy là chúng tôi tin tưởng tôi mua, nhưng mà chính vì thế cái rủi ro là rất cao. Đấy thì sau cái sự vụ này tôi nghĩ là tương lai thì có khi là tạm thời, là nếu mà nhà nước chưa sửa đổi được cái luật pháp cho nó cụ thể, nó chặt chẽ hơn thì chắc là tôi sẽ không mua trái phiếu doanh nghiệp nữa. Thống kê cho thấy trong tháng 4 năm 2022, sau khi có những thông tin về việc hủy các đợt phát hành trái phiếu của 3 công ty liên quan đến Tân Hoàng Minh, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sụt giảm mạnh, chỉ đạt mức khoảng 30.000 tỷ đồng, giảm sâu 33% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, có tới 63,4% là trái phiếu do các tổ chức tín dụng phát hành. Trái phiếu của nhóm bất động sản từ tăng nóng đã sụt giảm mạnh, chỉ còn hơn 3.300 tỷ, chiếm tỷ trọng 11,6%. Đáng chú ý, do nhiều nhà đầu tư rút tiền mua trái phiếu trước hạn, nên các doanh nghiệp phải mua lại trái phiếu với khối lượng lớn. Các doanh nghiệp đã phải mua lại tới 11.900 tỷ đồng, bằng khối lượng cả quý 1 năm 2022 cộng lại. Các hành vi thao túng thị trường chứng khoán đã làm nóng phiên chất vấn với Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước ngày hôm nay tại Quốc hội. Trong phần trả lời chất vấn đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết thị trường chứng khoán vừa qua xảy ra các vụ việc thao túng. Đây là hành vi của cá nhân đưa thông tin sai sự thật, sinh ra nhiều tài khoản để lôi kéo khách hàng, rồi sau đấy đột ngột bán đi. Khi bán thì không báo với cơ quan quản lý nhà nước. Qua kiểm tra, Bộ Tài chính đã phát hiện ra nhiều vi phạm, không những trong lĩnh vực chứng khoán mà kể cả lợi dụng thị trường chứng khoán để rửa tiền. Bộ đã chuyển cho cơ quan điều tra một số vụ việc để xử lý nghiêm. Chất vấn Bộ trưởng Tài chính, một số đại biểu cho rằng thị trường chứng khoán hiện nay giá trị vốn hóa gấp nhiều lần giá trị tài sản lúc IPO phát hành lần đầu. Sự gia tăng này phản ánh tính hấp dẫn của kênh đầu tư, nhưng cũng có tác động lớn của các chiêu trò đầu cơ thổi giá, lũng đoạn thị trường, tạo chênh lệch giữa giá cả và giá trị thực và gọi nôm na là bong bóng chứng khoán. Đề nghị Bộ trưởng đánh giá về mức độ bong bóng của thị trường chứng khoán nước ta hiện nay. Bộ Tài chính có những công cụ, bộ chỉ báo nào để nhận diện, đánh giá tính chất mức độ bong bóng chứng khoán? Giải pháp gì để thị trường chứng khoán nước ta phát triển ổn định bền vững trong thời gian tới? Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước cho biết cùng với giải pháp về hoàn thiện Nghị định 153 và tới đây sẽ đề nghị Quốc hội hoàn thiện luật chứng khoán. Như vậy sẽ quy định rõ điều kiện phát hành. Chúng tôi sẽ có những cái giải pháp để gói hoàn thiện pháp luật và đặc biệt là tăng cường thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm, bắt đầu gói cầu là từ những cái dòng tiền bất thường, những cái giao dịch bất thường thì sẽ được kiểm tra và gói xử lý. Và thông qua cái vấn đề kiểm tra thì chúng tôi cũng đã phát hiện ra nhiều cái vi phạm, không những trong cái lĩnh vực vi phạm chứng khoán mà kể cả lợi dụng cái thị trường chứng khoán để rửa tiền thì chúng tôi cũng đã chuyển cho gói cầu cơ quan điều tra một số vụ để gói xử lý nghiêm. Cái việc mà so sánh quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp của ta với các nước thì nó cũng khập khiễng lắm chứ. Vì các nước là nó có lịch sử rất lâu đời rồi, mình thì mới còn rất là sơ khai. Riêng năm 2021 là tăng rất là đột biến. Và để xảy ra những cái sai phạm như quý vị đã biết rồi, đại biểu đã biết rồi, cũng cần phải rà soát lại xem chính sách pháp luật thì có cái gì nó bất cập không và nó sơ hở không. Thì cũng đề nghị với Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc quan tâm để báo cáo thêm. Khi mà các tổ chức tín dụng tham gia các thị trường này thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành các cái văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo cho các tổ chức tín dụng phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Hoạt động ngân hàng là trung gian tài chính. Thì khi các tổ chức tín dụng tham gia hoạt động này thì cái điểm quan trọng nhất đó là phải kiểm soát được cái rủi ro khi tổ chức tín dụng tham gia. Bởi vì nếu như mà các tổ chức tín dụng tham gia các thị trường này mà không kiểm soát được rủi ro thì lúc đó sẽ không có cái khả năng thu hồi được những cái khoản đầu tư. Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chuyện trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chương trình Thời sự tối sẽ tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24 giờ qua. Mời quý vị tiếp tục đón xem.